các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Công nghệ giải trình tự gen giúp trẻ chào đời khỏe mạnh. Bác sĩ Đỗ Nguyễn Thảo Vi, Phó trưởng khoa di truyền Bệnh viện Hùng Vương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, nhờ ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực di truyền, nhiều em bé đã được chào đời khỏe mạnh, tránh được nhiều rủi ro. Thai phụ MD, 28 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, tới Bệnh viện Hùng Vương khám trong trạng thái tâm lý vô cùng bất ổn. Chị chia sẻ, con trai đầu lòng bị dị tật hở cột sống kín, ảnh hưởng khả năng đi đứng và vệ sinh cá nhân. Chị và gia đình rất lo sợ đứa con trong bụng cũng bị dị tật như vậy, nên phân vân không biết liệu có nên giữ thai hay không. Đứa con trai đầu bệnh tật phải liên tục vào bệnh viện, khiến kinh tế vợ chồng chị gần như suy kiệt. Chị phải nghỉ việc ở nhà chăm con, mọi thứ trông hết vào thu nhập của người chồng. Con trai chị được làm những xét nghiệm chuyên sâu và phát hiện mắc dị tật hở cột sống do đột biến trên gen. Tiếp theo, các bác sĩ đã cân nhắc và quyết định chọc ối làm xét nghiệm tầm soát đột biến trên gen cho thai nhi trong bụng mẹ. Điều đáng mừng là kết quả cho thấy thai nhi không bị đột biến gen giống anh trai. Sau khi nghe thông báo kết quả, chị giải tỏa được tâm trạng nặng nề, bé gái đã được chào đời trong niềm vui lớn của gia đình. Một trường hợp khác là sản phụ 30 tuổi, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại Bệnh viện Hùng Vương, các bác sĩ được biết trước đó, con trai đầu lòng của chị đã tử vong vì bị suy hô hấp lúc chỉ vài tháng tuổi. Ban đầu gia đình chị không hề biết con trai bị bất thường về hô hấp, chị thấy bé yếu ớt. Vợ chồng chị đưa con tới bệnh viện khám, làm xét nghiệm mới biết bé bị rối loạn chuyển hóa. Bé được tiếp tục làm xét nghiệm giải trình tự gen, phát hiện bị đột biến di truyền từ ba mẹ. Do phát hiện quá muộn nên bé đã không qua khỏi. Bác sĩ khuyên chị phải theo dõi rất kỹ, làm xét nghiệm chọc ối vào những lần có thai sau để tầm soát xem thai nhi có bị tương tự hay không. Nếu có, các bác sĩ sẽ lên kế hoạch điều trị sớm ngay khi bé vừa chào đời. Kết quả xét nghiệm chọc ối giải trình tự gen cho thấy thai nhi trong bụng chị cũng bị đột biến gen gây rối loạn chuyển hóa. Bé không chuyển hóa được axit hữu cơ, khi sinh ra không được xử trí thì bú sữa xong bé sẽ lừ đừ, sau đó là hôn mê và suy hô hấp. Vì vậy, ngay khi con chào đời, con chị đã được thiết kế một chế độ dinh dưỡng phù hợp. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ, Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, lĩnh vực sản phụ khoa ứng dụng di truyền lâm sàng khá nhiều. Đầu tiên là chẩn đoán di truyền trong quá trình mang thai, sàng lọc bất thường nhiễm sắc thể. Trước đây, các trường hợp xét nghiệm sinh hóa máu nghi ngờ thai bị bệnh thì phải chọc ối. Tuy nhiên hiện nay, có xét nghiệm NIPT với độ chính xác cao hơn. Nếu thấy nguy cơ thấp thì tránh được xét nghiệm chọc ối không cần thiết, an toàn hơn cho mẹ và bé. Ngoài ra, đối với những trường hợp siêu âm phát hiện thai nhi bất thường, có thể chọc ối sau đó phân tích di truyền để phát hiện không chỉ bất thường về số lượng nhiễm sắc thể mà còn cả bất thường về cấu trúc nhiễm sắc thể, gen. Nhờ thế, bác sĩ sẽ giúp bệnh nhân có phương án chủ động ứng phó với trường hợp thai bất thường, lên kế hoạch chăm sóc bé ngay từ khi chào đời. Tiếp đó, sinh thiết phôi trước khi làm tổ cũng là một bước quan trọng nhằm biết được phôi bất thường về di truyền. Điều này giảm được nguy cơ sảy thai, lưu thai, tăng tỷ lệ thành công trong hỗ trợ sinh sản.